diện tích lớn nhất Việt Nam và 220.000 hecta kể cả biển. Đi xem chẳng thấy cái gì cả. Nhưng mà quả thật là câu hỏi thì có đẹp không? Có đẹp, công nhận là đẹp. Rồi Hạ Long có đẹp không? Công nhận là đẹp. Đẹp đến cái mức mà bây giờ là tìm mọi cách để nó vào bảy, một trong bảy cảnh quan thế giới, tức là đẹp nhất thế giới. Nhưng mà tôi mới hỏi các ông rằng là đẹp nhất thì đúng rồi, nhưng nghèo nhất thì sao? Của mình là đúng là đẹp nhất và nghèo nhất. Thế tại sao là không? Đẹp nhất thì đáng lẽ nó phải giàu nhất. Thế tôi mới nói là có lẽ vấn đề ở cái chỗ là từ đẹp nhất cho đến giàu nhất là có khoảng cách có 4.000 năm nay không làm gì được. Giữa hai cái đấy là cái gì? Và tôi nói với ông chính là phó tổng cục trưởng cục tình báo xuống là bây giờ làm bí thư đây. Đây vấn đề của ông bây giờ chỉ là cái chỗ là đây, giữa cái đẹp nhất với cái giàu đó là cái gì thôi. Và 4.000 năm nó không trả lời được. Cho nên là ta không thể là khoe là quá giỏi. Bây giờ là Quảng Ninh nó nói với phó thủ tướng cho Quảng Ninh là mỗi cái mẹo là đi đào thôi. Còn Quảng Ninh cho đến bây giờ tuyển chọn nhân tài nó đào đào giỏi là tuyển luôn đó. Cho nên toàn đào than thôi. Anh nói thế thì nó đau đớn quá, vào cái quả tấn công thì có đào than. Thế thì khi mà nói là cái than, tập trung một cái than và cái vùng Hạ Long để đấy, thế thì con người nằm ở đâu? Và như thế thì khác cho con người nghĩa là gì? Ý của tôi thế này, thế ông có đáng gọi là con người không? Không ta, bởi vì là chúng ta nói là giữa cái đấy là phải là con người chứ đúng không này? Thế con người nghĩa là ở đây nó hàm một cái nghĩa của nãy giờ là các vị bảo tiền bạc vốn liếng, vốn liếng là con người thôi. Đúng không? Cái đấy nó do con người tạo ra là con người thôi. Nó con người nó là cái gì? Con người ở đâu? Đấy, tôi đặt ra câu hỏi cho đơn giản đúng không? Bảo tự nhiên nó động đậy lung tung hết cả. Tôi đặt câu hỏi tại sao Thâm Quyến thế này? Thâm Quyến nó có lý lẽ để đặt câu hỏi thế này. Thâm Quyến là cái nơi mà cái cây 25 năm, 27 năm là nó không có cái gì cả. Hoàn toàn là vô danh. Có cái làng chài, có cái làng quốc to bán là như thế. Tính theo đô la thì tôi cũng bảo là các ông tính bao nhiêu được. Cứ đấy chắc là khoảng 5-70 đô la một người một năm. Thế nên tính 100 là có tiện. Thế nên bây giờ Thâm Quyến là lên một cái đô thị khoảng độ 9 triệu dân. Sau 30 năm, thấy còn 300 năm rồi, bây giờ chỉ 5-6 triệu dân rồi, nó đổ vào nó. Thế Thâm Quyến là 27 năm thì từ 300.000 dân mà lên 9 triệu thường trú và 2-3 triệu người cứ đi có qua lại lại thế này. Thế Thâm Quyến nó có cái gì? Thì Thâm Quyến bây giờ GDP của Thâm Quyến, cái thành phố mà 23 cứ cho là 30 tuổi. Hiện nay GDP Thâm Quyến khoảng 140 tỷ đô. Của Việt Nam ta đó, không tôi sang Thâm Quyến tôi hỏi cái thì tôi thấy là xấu hổ luôn. Bảo nó hỏi lại mình cái là mày gái con. Là bởi vì nước ta là có lịch sử công nghiệp hóa là từ thời Bắc Hồ không? Bắc Hồ mà mới phát cờ cái thì tuyên bố Việt Nam phải sánh vai ngay thôi. Mà cho đến bây giờ là 86 triệu dân mà GDP hiện nay là 100 tỷ. Mà Thâm Quyến từ cái làng thành của thành phố mà hiện nay GDP đầu người của Thâm Quyến bây giờ là khoảng 12.000 đô la một người. Còn Việt Nam bây giờ là nói thế Thâm Quyến nó có cái gì nó liên quan Hà Long là thế này, tức là không hề có một cái tài nguyên du lịch đấy. Thế mà Thâm Quyến bây giờ là cái tài nguyên du lịch một năm nó mang lại là 10 tỷ đô la cho Thâm Quyến, 10 tỷ đô la cho GDP đó, đóng góp vào, mà không có cái gì cả. Tôi hỏi chứ tôi có điên ngay về Quảng Ninh cái tỏi. Thế của ông là Hạ Long là một năm đúng được bao nhiêu? Cái lúc tôi hỏi là bảo thưa với anh là cả Hạ Long với lại Yên Tử đấy, tức là cả Phật đấy là được 40 triệu đô. Tôi bảo thế này thì chết chắc. Không hề có một tí tài nguyên du lịch nào mà nó tạo ra như vậy là cái gì? Là Trung Hoa Cẩm Tú là một cửa sổ nhìn ra thế giới, cửa sổ nhìn ra thế giới chứ nó đúng không khác đấy. Và một năm đấy là nó thu được 10 tỷ, tức là nó tạo ra một cái tài nguyên để nó có lợi nhuận.
Còn Việt Nam ấy, bây giờ tôi hỏi là tôi mới học về tức ông định giá cái tài nguyên du lịch bao tiền thì không định được, coi bằng không. Nhưng mà nếu mà như Thâm Quyến là phải tạo ra thì cái Hạ Long với Bãi Tử Long của mình là bao tiền? Thôi cứ cho thật rẻ đi, cứ định đại 1.000 tỷ đô, bỏ rẻ quá, 1.000 tỷ đô làm sao dưng được, 10.000 tỷ đô đâu, không biết bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là vô cùng đắt, đúng không? Coi như là một nguồn tiền trời cho như vậy, tôi cho là rẻ nhất 1.000 tỷ đô, giả như đấy là tiền thật, gửi vào ngân hàng là bao tiền, không làm gì cả, thế được bao tiền? Bây giờ các anh có 40 triệu đô, các anh hãnh diện, các anh dây đừ, sướng quá dây đừ. Thế đất nước ta thì quả thật là có vấn đề nghiêm trọng. Hoặc là Las Vegas này chúng ta biết cả là cái chỗ sa mạc đúng không? Đất cả cũng tạo ra một cái, tôi thấy mà người nào muốn chứng minh là mình quá giỏi thì đấy, đánh bạc. Con của mình đấy có sẵn không làm được cái gì cả. Đấy tôi xuống cái điều này tôi muốn nói với lại các vị ở đây. Cái Việt Nam nó là thế. Việt Nam cái khoảng giữa cái được coi là rất giàu đấy, cái được coi rất có năng lực với cái sự giàu có thật đấy, là nó thiếu cái gì? Tà bạn có nói nó hơi xa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là FPT chính là một phần của cái đoạn giữa đấy. Mà bây giờ đất nước vẫn chưa làm. Thế không có hôm nay tôi nói có mấy chuyện này, tức là nói chuyện bắt phép cho nó vui thôi chứ. Bởi vì tôi chẳng biết gì về những công nghệ cao thấp gì cả. Bây giờ để mà nói đến